Xin chào mọi người, chào mọi người đã tới với cả PC Gaming. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhận game từ cái trang Humble Bundle khi mà cái trang đó nó làm sao nhỉ? À, nó phát game miễn phí chứ nào. Thì để nhận game từ cái trang Humble Bundle đấy, đầu tiên các bạn phải có một cái tài khoản Humble Bundle đã. Thì trước đó mình đã có một cái video hướng dẫn các bạn cách tạo tài khoản Humble Bundle rồi, rất là dễ chứ nào. Và bây giờ thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước cơ bản để nhận bất cứ một cái tựa game nào mà cái trang Humble Bundle này nó phát miễn phí cho chúng ta chứ nào. Thì ở đây hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm 2018 đúng không? Thì thời điểm hiện tại thì Humble Bundle đang phát chúng ta một tựa game miễn phí có tên đó là The Darkness True, được chưa nào? Đây, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhận một cái tựa game miễn phí trên Humble Bundle khi mà nó phát chúng ta. Và mình sẽ ví dụ với cái game The Darkness True này. Game này đang được phát miễn phí cho chúng ta này, chúng ta có thể nhận ngay bây giờ, được chưa nào? Mình sẽ click vào cái game The Darkness True rồi nhá. À, trước đó thì mình đã có tài khoản rồi, mình đăng ký tài khoản rồi. Còn các bạn nào chưa có tài khoản thì các bạn hãy xem cái video hướng dẫn đăng ký của mình. Rồi đó các bạn đăng ký một cái tài khoản rồi đăng nhập vào thôi. Rất là dễ các bạn ạ. Thì đây là cái trang cái giao diện của The Darkness True trong cái trang Humble Bundle, được chưa nào? Thì để nhận cái tựa game này miễn phí thì các bạn đầu tiên chúng ta sẽ vào trang Humble Bundle trước, sau đó thì chúng ta vào The Darkness True đúng không nào? Vào cái game mà chúng ta được nhận miễn phí ấy. Đây. Rồi các bạn nhìn thấy ở đây chứ, cái chữ Add to Cart ở đây các bạn thấy không nào? Các bạn chỉ cần click vào thôi. Rồi, có một cái đã nhảy về cái giỏ hàng của ta đúng không nào? Sau đó thì các bạn ấn ngay phần checkout nhé. Các bạn nên nhớ là đây là game miễn phí nhá. Game miễn phí thì mới làm được vậy nhá. Còn những bạn nào mua game thì nó cũng tương tự nhưng mà các bạn phải trả phí đấy. Còn đây là game đang được phát miễn phí và limit time. Limit time nghĩa là nó phát miễn phí trong một thời gian nhất định thôi. Các bạn thấy đây, chỉ còn một ngày để nhận cây của tựa game này thôi, đúng không nào? Thì khi bất cứ khi nào mà cái trang Humble Bundle này nó có cái game miễn phí nào đó mà nó phát hành ra ấy, thì các bạn hãy liên tục cập nhật cái trang kênh fanpage Facebook PC Crack Gaming của mình. Thì ở đó mình sẽ liên tục cập nhật bất cứ khi nào mà có game mới, game miễn phí các thứ ấy, hoặc là game crack mới ấy, thì mình sẽ chia sẻ ngay lên đó để các bạn có thể có được thông tin và các bạn download về nhé. Rồi ở đây thì sau khi ấn vào cái phần Add to Cart ấy, thì các bạn nó hiện ngay chữ checkout rồi, các bạn ấn tiếp vào phần checkout nhé. Rồi ở đây các bạn thấy chúng ta không phải trả bất cứ một đồng nào hết để có được tựa game The Darkness True này, đúng không nào? Game này có giá là $30. Rồi hiện cái bảng này ra thì các bạn ấn vào Get It For Free nhé. Nó nhảy sang một trang nữa. For your support. Rồi ở đây thì các bạn hãy ấn vào phần Preview Your Email nhé để nhận game. Còn nếu mà nào thích đi mua game tiếp thì các bạn ấn vào Continue Shopping thế nào. Mình sẽ ấn vào phần Preview Your Email. Rồi, hiện thêm một cái bảng nữa đúng không? Cái bảng này. Thì ở đây các bạn ấn vào chữ download now ở đây nhá. Màu xanh là cây này. Code. Thì cái này ấy, với những ai ấy mà mới đăng ký một cái tài khoản giống như mình đây, mình vừa đăng ký cái tài khoản này xong, chưa nào? Thì chúng ta phải vào email để nhận code. Mình sẽ vào cái email mà mình dùng để đăng ký cái tài khoản Humble Bundle ấy. Chưa nào? Đây, Gmail của mình đây. Các bạn thấy Humble Bundle đúng không nào? Đây là account rồi, xác nhận account rồi. Cái này nó cái gì à? Phải verify cái account của mình. Còn vào đây cũng được à? Được rồi. Thì các bạn hãy vào email của các bạn. Đây là trường hợp xảy ra với những người đầu tiên đăng nhập vào Humble Bundle lần đầu tiên thôi. Còn những người khác thì nó sẽ nhảy ấn download now ấy. Ấn vào cái chữ download now ở lúc nãy. Đây ấn vào chữ download now này. Thì nó sẽ hiện ngay ra một cái bảng đòi verify cơ. Verify cái game cơ. Đây, ở đây thì mình sẽ copy cái code được. Rồi. Code mới vừa gửi xong. Này được rồi này. Đây các bạn thấy. Thì đây. Với những ai mà không phải là người đầu tiên lần đầu tiên đăng nhập Humble Bundle ấy thì sau khi các bạn ấn vào chữ download màu xanh lá cây ấy, nó hiện thẳng ở trang luôn này. Thế nào? Còn với mình ấy, thì nó sẽ bắt phải cái gì nhỉ? Làm cái gì ta? Verify lại cái browser, verify lại cái tài khoản ấy, thì nó mới cho nhận game. Bởi vì đây là lần đầu tiên mình đăng nhập Humble Bundle, được chưa nào? Mình nhắc lại lần nữa đấy. Rồi đến đây khi mà các bạn đến được cái trang này rồi ấy, thì các bạn ấn vào cái phần review cho Steam Key ở đây được chưa nào? Còn không thì các bạn vào thẳng cái thư mà nó gửi đến cho các bạn, ấn download now đây nó hiện ra luôn. Đó, nó hiện ra thẳng ở đây luôn. Ta thì sẽ làm cái công việc đó là copy cái code sau đó dán ra thôi. Rồi sau khi dán xong thì nó sẽ hiện ra lên cái trang này đúng không nào? Các bạn ấn vào review your Steam key. Rồi review key. Đây
code đây này các bạn, copy lại nhá. Đây chính là cái cây của tựa game này. Sau đó thì các bạn chỉ cần vào Steam, các bạn đợi tí nhé, mình phát cái link khác rồi. Link này mình nhận rồi. Thì chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập vào Steam nhé các bạn. Mình có cái link nào không nhỉ? Mày quá đúng rồi. Đây. Đây chưa có game đúng không nào? Thì sau khi đã copy cái mã cái code này rồi nhá. Code của tựa game rồi nhá. Mình sẽ vào Steam. Rồi mình ấn add a game như nào. Active on a product on Steam này. Rồi ấn next. I agree. Sau đó dán cái code đó ra. Dán cái mã ra. Thế nào? Mã vừa mới lấy từ đây này. Rồi sau đó ấn next nhá. Ở đây, cái Steam sẽ tự động nhận ra đây là cái mã cây của tựa game The Dark Knight 2 đúng không nào? Gần finish. Ở đây thì mình sẽ cancel, mình không download ngay nhá. Các bạn có thể thấy ở đây, ở library game thì The Dark Knight 2 đã về với cả cái library game của mình rồi. Và khi mà nó đã về đây rồi thì mình muốn download lúc nào cũng được. Mình muốn nhận lúc nào cũng được. Mình muốn cài đặt game ra lúc nào cũng được và mình muốn chơi lúc nào cũng được. Chỉ cần mình có mạng và có Steam được, đúng không nào? Nhưng mà các bạn hãy nhớ, nó là những cái game mà Hammer Bender thường phát cây ấy, Đây, mình vào lại trang chủ của Hammer Bender. Thì The Dark Knight 2 nhá. Thì các bạn thấy cái thời gian phát cây của nó luôn là limit trong tối đa 2 ngày. Thế nào, vậy là sau 2 ngày ấy, các bạn mà không vào đây nhận cây ấy, thì cho bạn sẽ không còn cơ hội nhận cây nữa. Còn khi các bạn nhận cây và các bạn ép nó vào trong Steam rồi ấy, thì các bạn muốn download và muốn chơi nó lúc nào cũng được. Thế nào, các bạn nhớ điều đó nhá. Thì đây chỉ là một cái video hướng dẫn các bạn, một cái video cơ bản hướng dẫn các bạn cách nhận game miễn phí trên trang Hammer Bender mà thôi. Rồi bây giờ thì mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn nhận game trên cái trang Hammer Bender rồi đấy. Chúc các bạn nhận được nhiều game miễn phí trên trang Hammer Bender hay và chơi game vui vẻ. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Chào tạm biệt các bạn.